Kính thưa mẹ, nghệ nhân ưu tú Trần Thị Gái, hôm nay chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc. Mùa xuân Giáp Thìn này, mẹ đã sang tuổi 95. Đó là niềm tự hào của các con, các cháu. Hôm nay tất cả các con, các cháu về đây để mừng sinh nhật của mẹ. 95 tuổi. 95 tuổi. Thay lời cho các con, các cháu, các chắc, chúng con xin chúc mẹ mạnh khỏe, trường thọ và là chỗ dựa tinh thần, là bến đợi cho các con, các cháu đi về. Và chúng con rất là yêu mẹ. Và hôm nay các cháu của mẹ, đó là nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa, cháu ngoại Tuyết, vợ chồng cháu Tuyết, cháu Dũng, rồi các con, các cháu ở Hà Nội, ở Thái Bình về đây để chúc mừng mẹ. Và xin cả nhà một tràng pháo tay để chúc mẹ. Đến mùa xuân thì con cháu lại được tụ hội về đây để chúc mừng mẹ mỗi ngày một khỏe, một vui. Và chúng con đi về có mẹ, chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Hello. Đời tám người con, biết bao khó nhọc mẹ mòn đôi vai, nhớ khi nặng gánh sớm mai, lo cho con có cháo khoai qua ngày. Chúng con có được hôm nay là nhờ công mẹ những ngày hôm qua. 95 tuổi mẹ đã già, vẫn mong con cháu cửa nhà yên vui. Lăng về thăm mẹ, mẹ ơi, vẫn chưa đền đáp công ơn sinh thành. Con chúng con rất là yêu mẹ, chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Và cảm ơn mẹ. Tất cả cùng đồng nói nhá. Chúng con cảm ơn mẹ. Hai và chúng con cảm ơn mẹ. Chúng mình vào đây, chúng mình ơi, xin giới thiệu hình cháu. Vâng, và sau đây thì cháu Tuyết Tuyết sẽ hát tặng bà một bài hát. Và sau đó thì nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa cũng chuẩn bị một bài hát hay nhất để tặng bác. Thank you.
tuổi già tâm phải dựa vào con Thu Hòa.